tại quảng trường Thiên An Môn, 21 phát đại bác được bắn lên chào mừng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đại lễ đường Nhân dân và bắt đầu lễ đón chính thức. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 5 năm. Đồng chí Tập Cận Bình cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên Trung Quốc được đón tiếp sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị. Trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tín nhiệm, tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư khóa 20, xác lập là hạt nhân lãnh đạo của Trung ương Đảng và trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đánh giá Đại hội 20 là kỳ đại hội quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Trung Quốc, mở ra hành trình mới xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc vào năm 2035, hướng tới thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản chung quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam cảm ơn sâu sắc với những giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Về chính sách đối ngoại, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa dạng hóa, đa phương quan hệ, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá cao việc đại hội đã đề ra những mục tiêu phát triển, đường lối trong các lĩnh vực cho các giai đoạn đến 2025, 2030 và đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.